mình sẽ giới thiệu về cái tiếp đô điện này nè anh em. Tiếp đô điện là dính liền anh em, đây là cầu chì công tắc, và đây là ổ kim, và mình sẽ hướng dẫn cách mấy bạn lắp ráp nha. Dây mình đã đi sẵn rồi hết trơn, mình đã kéo trắng này mình tượng trưng cho nguội nha anh em, xanh là tiện từ xanh là tượng trưng cho lửa. Ok nè, bây giờ mình bắt đầu đấu nè. Cộng dây đèn, dây đèn mình câu vô đây. Ở cái bảng điện này thì nó đã câu sẵn cho mình hết trơn rồi, nó chỉ có câu đấu cầu nhau hết trơn rồi, mình chỉ đấu dây thôi anh em. Là dây mình đã mượn rụi ở trên rồi, nó dây đèn anh em, nhưng mà mình đã mượn rụi rồi. Bây giờ dây đèn vô đây mình đấu vô đây là hoàn thiện. Còn đây là cặp nóng, cặp nguội là lửa nè, đó mình đã đấu nè. Ở đây nó có ký hiệu NL nè anh em, anh em nhìn thấy NL đó. Yêu cầu là mình đấu đúng dây, đúng đường dây là ok nha anh em. Đó. Mình sẽ chia sẻ về mặt điện của hàng này, không biết hàng gì, hàng đi van hay gì đó anh em, mình cũng không gần về mặt điện này, mặt điện mới anh em ơi. 3000V luôn, made in Việt Nam. 3000V made in Việt Nam anh em thấy không? Hàng Việt Nam chất lượng cao anh em. Đó, ok, ở đây chỉ mình chỉ một công đi một công tắc đèn, một anh em có đây một công tắc thì mình để lại không có đi. Rồi ok anh em, mình đã chia sẻ tới đây cũng hết rồi, cái rất là đơn giản anh em ơi. Mình đi đúng dây đúng cầu là ok rồi đúng không? Rồi, đầu mình pha mình lắp ráp vô đây thôi. Và từ đây mình sẽ đóng ống điện lên thôi là hoàn thiện. Rồi ok. Bye bye anh em nha. Nếu anh em thương tình thì ấn đăng ký kênh, like, share, subscribe cho mình, ủng hộ kênh anh em ơi. Rồi, tạm biệt anh em.